hiểu thì em có biết rằng ở Hà Nam cách khu tưởng niệm của Nam Cao khoảng 20 km có một ngôi đền thờ rất linh thiêng, đó là đền Trần Thương, nơi thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Như chúng em đã được học, Trần Quốc Tuấn là một nhà văn có ảnh hưởng không nhỏ đến nền văn học Việt Nam. Ông đã có những tác phẩm như Vị Tướng Sĩ, Vinh Thư Yếu Được, Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư. Những tác phẩm của ông mang đậm giá trị nhân văn và thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc sâu sắc. Không chỉ là một nhà văn, ông còn là một nhà chính trị, một nhà quân sự tài ba. Ông đã ba lần lãnh đạo quân và dân ta đánh bại quân Nguyên Mông năm 1258, năm 1285 và năm 1288. Sau khi thắng lợi, ông được phong tước và Hưng Đạo Vương, lưu về Vạn Kiếp. Tháng 6 năm 1300, ông đã lâm bệnh và qua đời. Được nhân dân tôn vinh, Đức Thánh Trần lập đền thờ ở nhiều nơi. Ngôi đền mà em muốn nói tới đây là ngôi đền Trần Thương. Đền Trần Thương thuộc thôn Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Nếu chúng ta đi từ thôn xã Phủ Lý theo quốc lộ 62 đến thị trấn Vĩnh Trụ 14 km, tiếp tục đi thẳng 2 km về phía cầu Không đến cầu Lắm Chóc rẽ trái và chúng ta sẽ đến được đền Trần Thương. Đền Trần Thương được xây dựng trên mảnh đất địa linh chủ phú như câu ca truyền đời cá nhân đạo gặp Trần Thương và câu thơ khắc ghi trên bức châm tại đền Trần Thương dư phúc điệp trà thảo cũng thời xuân, có nghĩa là đất Trần Thương bằng phúc hoa quả của mùa xuân. Tương truyền rằng trên đường đi đánh quân Nguyên Mông, Trần Quốc Tuấn thấy địa thế như này hiểm yếu để đặt 6 kho lương thực để phục vụ kháng chiến. Địa điểm của ngôi đền hiện nay chính là kho lương thực chính trong các di tích thời Trần Hưng Đạo. Đền Trần Thương là di tích tiêu biểu và có công trình lớn. Ngôi đền thâm nghiêm cổ kính được xây dựng trên tòa đất hình nhân bài tướng, được xây dựng theo kiểu tứ thủy quy đường. Tổng thể kiến trúc cảnh quan ngôi đền gồm có nghi môn ngoại, nghi môn nội, 5 tòa với 5 gian, được chia làm 3 cung, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, 2 giải cung, 5 giếng. Kiến trúc độc đáo và cảnh quan tự nhiên của đền Trần Thương như nhập đời vào đạo, nhập con người vũ trụ vào một không gian văn hóa linh thiêng. Giá trị của đền Trần Thương còn được thể hiện ở kiến trúc, phong cách trang trí như họa tiết được chạm khắc công phu, những long trầu huyền, dầu bay phượng múa, sóng nước mây trời đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa sống động và cũng vừa cổ kính trang nghiêm. Đồ thờ cổ thư cũng rất là phong phú và quý hiếm, đặc biệt là phong tượng Đức Thánh Trần trong bản thờ Ngọc Cung. Với vẻ mặt uy nghiêm của một vị thánh nhân nhưng vẫn nở nụ cười bao dung và đôn hậu. Và đến năm 1989, đền Trần Thương là được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Dân gian có câu: "Xin kiếp bạc khắc Trần Thương quê hương Bảo Lộc", chính là nói đến di tích đền Trần Thương này. Và chỉ cách 3 km đi về hướng đông theo đường chim bay là tam đường, nơi đặt băng mộ của nhà Trần, và cách 20 km đi theo hướng nam là thiên đường, là thiên trường, thì quê hương của nhà Trần. Và trên đây là một số hiểu biết của em về Trần Quốc Tuấn và ngôi đền Trần Thương, mong rằng nó sẽ là một địa điểm trong chuyến hành trình của chúng ta.